Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện dâng ca muối cho sư tổ truyền thể phim hiến ngư của tác giả Phù Hoa. chương 78, Nối Thành Ngữ Liêu Đình Nhạn vốn chỉ muốn đùa với Tư Mã Tiêu, ai ngờ đâu bỗng chốc lại tự đào hố chôn mình. Cái tên trời đánh này từ lúc nghe cô đùa xong thì chắc mầm cô là yêu quái giái cá. Nếu mà nói thật thì yêu quái giái cá là cái giống ôn gì? Cái loại yêu quái trước giờ chưa nghe tới bao giờ như thế này mà sao hắn lại hiển nhiên chấp nhận được như vậy chứ? Không những chấp nhận mà còn rất thích nữa. Thường xuyên bảo cô biến thành nguyên hình, Liêu Đình Nhạn không thèm để ý tới hắn, không thể tiếp tục dung túng hắn như thế này được nữa. Bây giờ cô là bà lớn đấy, không có ông lớn bà lớn nào lại dễ chịu vậy được. Liêu Đình Nhạn, ta nói cho ngài nghe, ngài mà còn nhồi bụng ta nữa, ta sẽ biến ngài thành gà con. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngứa miệng bồi thêm một câu, hoặc là biến thành rắn, nguyên hình của ngài là rắn đấy biết không? Từ mã tiêu sau khi suy đoán hợp lý, biết được kiếp trước mình có thể là một xà yêu rất lợi hại, hắn nắn má liêu đình nhạn không cho cô ngủ, nàng có thể biến ta thành rắn, nhưng mà nàng cũng phải biến thành rái cá. Cái tên đàn ông này không tiếc mình bị biến thành rắn cũng phải vuốt rái cá cho bằng được, cái thứ chấp niệm gì vậy nè? bệ hạ không thể che giấu sở thích của mình hoàn hảo được như sư tổ vậy nên là thật ra cái tên tư mã tiêu trước kia trong lòng rất thích cô biến thành giái cá sao quả là rất thích liêu đình nhạn nhớ lại lúc đó hắn đi đâu cũng thích mang theo mình bên người không ngờ trong mặt mũi sư tổ như hung thần ác quỷ vậy mà thích vuốt giái cá cái thái độ của hắn với bé na trước đây chắc là tại bé ma không có lông chứ gì đúng không khe suối ở hậu sơn hạ cung mấy ngày nay thường xuất hiện một con rắn to tướng còn có một con rái cá bóng láng rái cá trèo lên người rắn trông hết sức lanh lẻ nam yển hầu khó khăn lắm mới thu thập được vài kỳ nhân dị sĩ dùng vô số tiền tài để lôi kéo muốn họ thích sát liêu quý phi và tiểu điện hạ đột nhiên xuất hiện tất nhiên nếu giết được luôn cả tư mã tiêu càng tốt để yểm hộ những người này nam yển hầu đã hy sinh không ít thủ hạ hai tốp thích khách ban đầu đều dùng để tư mã tiêu buông lơi cảnh giác di chuyển tầm mắt mấy người sau cùng này mới là sát thủ chủ chốt của hắn dưới sự giúp đỡ của hai tốp trước bọn họ đã trà trộn vào trong số những thủ vệ của hạ cung những kỳ nhân dị sĩ này đều biết dịch dung âm thầm lặng lẽ thay thế một số nội thị không nổi trội đám người dẫm được đúng chỗ biết được bệ hạ và quý phi khoảng trưa chiều sẽ đến nghỉ ngơi hóng mát ở khe suối hậu sơn mà lúc này bên cạnh họ không hề có bất cứ cung nhân nào hầu hạ, có thể gọi là thời cơ ra tay thích hợp nhất. Bên ngoài hậu sơn canh gác nghiêm ngặt, bên trong lại thả lỏng, chỉ cần có thể đánh phá được tuyến phòng bên ngoài vào được trong là bọn họ có thể giết chết cầu hoàng đế kia và quý phi của hắn dễ như trở bàn tay. Những tay này quả không hổ là do Nam Yển Hầu bỏ ra phân nửa gia sản để gọi về, phá vỡ thành công phòng tuyến, đến bên khe suối. Có chuyện gì vậy? sao lại không có ai ở đây một tên đàn ông với giọng nói kiên quyết nhìn một vòng quanh khe suối nghi hoặc hỏi trong suối còn có bình rượu chắc chắn đúng là nơi này một nam tử có ánh mắt vững vàng cảnh giác chỉ vào bình rượu trôi trên suối chắc họ đã đến thượng nguồn hay hạ nguồn gì đó không có nhiều thời gian nữa chúng ta phân nhau ra tìm một nam nhân mắt hẹp mày dài im ắng kiệm lời đã không nói tiếng nào vội vã men theo khe suối tìm tới trước còn một người có bóng dáng hơi tròn một chút lại đưa mắt nhìn giáo giác khắp nơi. đột nhiên chỉ tay vào một khóm hoa rũ trên nước. xem kìa, một con rắn đen. giữa khe núi này không ngờ lại có con rắn đen to tới vậy. được rồi, giờ là lúc nào rồi còn lo rắn đen rắn trắng. mau chóng tìm giết cẩu hoàng đế và quý phi của hắn mới là chuyện quan trọng. nam tử điềm tĩnh liếc nhìn con rắn to trôi trên nước không có ý định để ý tới người, đưa mắt đi nơi khác. Sau khi bốn người phân chia nhau ra tìm, con rắn đen dưới khóm hoa ngóc đầu dậy, thè lưỡi nhìn về phía họ rời đi, sau đó lại cục đầu xuống, tiếp tục cuộn trong nước. Một con rái cá nằm ườn trên mình rắn, bỏ nhánh lan thảo dùng để che nắng xuống, nhìn về hướng những người kia vừa rời đi, đưa móng gãi gãi dâu trên mặt, đột nhiên nói tiếng người, sao lại có thích khách nữa, bốn tên này có hơi khác đấy hình như bọn họ đã mò được một chút tới mép bờ tu hành nhưng mà không phải kiểu đàng hoàng gì, cũng không tu luyện chính thức, chỉ là có chút năng lực hơn người bình thường một chút, có thể là gặp được kỳ duyên gì đó. Cô cố tỏ ra nghiêm túc nói xong, cảm thấy cũng tới lúc mình lên sân khấu tỏa sáng rồi, đứng lên vuốt mớ lông ướt nhẹp trên bụng, hôm nay để ngài mở mang tầm mặt về năng lực của ta một chút. Một cái đuôi rắn kéo cô xuống, cuốn lại. Từ mã tiêu đã biến thành rắn đen, kệ đi, mấy người hầu ngoài kia sẽ nhận ra điểm bất thường đi tới truy bắt ngay thôi, trời nắng như vậy nàng chạy lung tung cái gì. Liêu đình nhạn bị đuôi cuốn lấy nghĩ thầm sao ngài lại dùng đuôi thành thạo vậy? Hồi trước ngài cũng có phải là rắn thật đâu. Sao mà vào thiết lập nhanh vậy? Lúc cô mới biến bệ hạ thành rắn, thì sở thích cá nhân mà còn thêm cho hắn ít hoa văn đỏ. Kết cục tên bệ hạ kia không chịu, còn nói cái gì mà con dai là rắn đen, sao hắn lại có hoa văn, bắt cô tẩy hoa văn đi cho bằng được, đúng là làm Liêu Đình nhạn cười lăn cười bò. Cô dùng móng bóc bóc vảy rắn, ta đang muốn cho ngài thấy bây giờ ta lợi hại cỡ nào. Tiếc là không có đối thủ nào lợi hại, khiến cô bây giờ đường đường là bà lớn ma vực mà lại phải chứng tỏ bản thân bằng cách xử lý mấy tên vặt vãnh. Đúng là y như dùng bảo đao đồ long chọc kiến, dùng tên lửa xuyên lục địa bắn rồi. Từ Mã Tiêu, đừng có chằn chọc nữa, ta biết nàng rất lợi hại là được rồi." Liêu Đình Nhạn nằm về lại, ta thấy có hơi tủi thân. "Từ Mã Tiêu, hà? Hắn hơi hợt lên tiếng. Liêu Đình Nhạn đặt hai tay lên bụng, lúc trước lúc nào cũng là ngài bảo vệ ta, có gì nguy hiểm, gặp phải kẻ địch nào, ngài cũng đều như thế này, cô vươn vút lướt một đường, giải quyết một phát như thế này, nói tóm lại thì cô cũng muốn ngầu lòi trước mặt tên bệ hạ này ấy. Cô đã ghê gớm vậy rồi mà sao còn chưa có cơ hội chứng tỏ nữa. Sức mạnh này chỉ để chơi cho vui thôi hả? Tư mã tiêu cảm nhận được tâm trạng u uất của cô bèn ngóc đầu dậy, biến ta lại như cũ đi. Hai người biến lại hình người, tư mã tiêu đưa tay vuốt lại tóc cô, sau đó kéo cô ngồi xuống, vớt một bình rượu từ trong nước ra. Được rồi, đợi đi, lát nữa chúng tìm không thấy ai sẽ về thôi, lúc đó tùy nàng muốn làm sao thì làm. Để dỗ dành mỹ nhân cười một cái mà hắn lấy thân mình làm mồi câu cá. Liêu đình nhạn, ta cảm thấy ngài đang thầm nói ta ấu trĩ. Tư mã tiêu nốc một ngụm rượu, nửa cười nửa không nhìn cô rồi chậm rãi nói, không có. Bọn chúng ở đây. Bốn người tìm tới nơi, còn chưa kịp nói mấy câu mà phản diện bắt buộc phải nói ví dụ như cái gì mà hôm nay các ngươi phải bỏ mạng lại đây các kiểu thì đã đồng thời thấy đầu đau nhói cắm lăn ra đất không hay biết gì liêu đình nhạn rút bàn tay nổ súng về đặt sau lưng quay người nhìn tư mã tiêu dè dặt hỏi thế nào tư mã tiêu bỏ bình rượu xuống bình thản vỗ tay mấy tiếng tốt lắm liêu đình nhạn ngồi lại bên cạnh hắn Ta cảm thấy hình như không có cảm giác gặt được thành tựu gì cả, cũng chẳng đã gì. Tư Mã Tiêu không có là vì nàng chưa giết chúng. Liêu Đình Nhạn, ta đã bắt được rồi, ngài không hỏi xem kẻ chủ mưu đằng sau là ai sao? Thường thì tình tiết phim quyền mưu đều như vậy, lát nữa cô còn có thể thể hiện kỹ năng tra hỏi của thế giới huyền huyễn. Tuy là không ghê gớm như bác nói thật trước kia của Tư Mã Tiêu nhưng không vấn đề gì với người bình thường. Từ mã tiêu, chuyện đơn giản vậy còn phải hỏi sao? Liêu đình nhạn, ngài biết là ai? Từ mã tiêu, Nam Yển Hầu. Nam Yển Hầu, cái tên này ăn hiếp bệ hạ của ta đó sao? Tốt lắm, người đã đắc tội với ma chủ ma vực rồi. Liêu đình nhạn phất tay, để bốn người kia mở mắt đứng dậy, cô đi đến chỗ chúng, sắc mặt lạnh lùng, đồng tử khẽ động đậy, giọng điệu đột nhiên có chút lạnh lẽo các ngươi đi về xử lý Nam Yển Hầu. Bốn người kia đột nhiên tỉnh táo, trông không có gì khác với trước kia. Sau đó lúc họ nhìn Liêu Đình Nhạn, ánh mắt đều đầy kính sợ và thành kính, không chút do dự quỳ xuống. Vâng, ma chủ. Sau đó bốn người đều quay đi không chút do dự. Liêu Đình Nhạn quay đầu, nhìn thấy Tư Mã Tiêu đang nhìn mình. Sao thế? Tư Mã Tiêu đột nhiên bật cười, lại ngẩng đầu uống thêm mụn rượu mới nói. Lúc trước nàng nói năng hành động đều khiến ta cảm thấy rất quen thuộc, nhưng dáng vẻ của nàng ban nãy. Ta có cảm giác mình chưa từng thấy bao giờ. Hắn bật cười, mang theo hơi ấm lòng bàn tay dán lên một bên cổ của Liêu Đình Nhạn, làm ta có chút lạ lẫm. Liêu Đình Nhạn đột nhiên không cười nữa, cô hơi nghiêng đầu, tránh né bàn tay của Tư Mã Tiêu, nhìn về phía bình rượu hắn đã bỏ xuống. Ngài rời khỏi ta 17 năm rồi, Ta cũng đâu có phải sẽ mãi mãi không thay đổi đâu. Cũng như hắn đấy, trước kia cung không thích uống rượu nhưng bây giờ hắn thường xuyên nhấp lấy. Từ Mã Tiêu ôm lấy cổ kéo cô về, giữ lấy đầu cô áp vào ngực mình, "Sao lại giận thế? Vì ta nói là lạ lẫm sao? Chỉ cần nàng ở cạnh ta, tất cả những thứ lạ lẫm hiện giờ sẽ trở thành quen thuộc của ngày sau." Hắn cúi đầu, dán môi lên vành tai cô, tư thế cực kỳ gần gũi thấp giọng tiếp tục nói. Hơn nữa nàng cứ muốn tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong ta, cũng muốn ta tìm kiếm cảm giác quen thuộc trong nàng. Cứ lập đi lập lại cảnh tượng như thế không mệt sao. Liêu đình nhạn. Cô cảm thấy ngón tay như vừa bị bỏng, có hơi đau nhức run rẩy. Cô không ngờ hắn lại đột nhiên vạch trần chuyện này, vạch trần những tâm tư bí mật cô không nói ra. Từ mã tiêu lúc nào cũng thế, trông hắn có vẻ không để ý gì cả, cũng không chú ý đến điều gì nhưng thực chất trong lòng hắn cái gì cũng hiểu, cái gì cũng rõ. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. 17 năm không phải là một thời gian ngắn, ít nhất với cô thì không. Cô lâu ngày gặp lại, hắn lại như lần đầu gặp gỡ, cô không giỏi yêu nhiều, chỉ yêu dáng vẻ quen thuộc nhất của hắn mà thôi. Dù là khe suối sau núi hay là giái cá, đều là những gì cô nhớ lại trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này hắn đã không nhớ nữa nên cô mới tái hiện lại tất cả liêu đình nhạn âm thầm đứng dậy đi vào khe suối cô biến mình thành một con cá thông thường lẫn vào trong đám cá nhỏ bằng ngón tay cái bây giờ cô không muốn nói chuyện với tư mã tiêu lắm tư mã tiêu đưa tay vuốt mái tóc dài cũng đi vào trong nước hắn khom lưng nhìn con cá nhỏ nghĩ ngợi gì đó đưa tay bắt cá lúc hắn đưa tay xuống mấy con cá nhỏ đã bơi đi mất Tư mã tiêu không để tâm, tiếp tục ở đó bắt cá, cứ như nhất định được phải bắt được Liêu Đình Nhạn đang lẩn trốn mình. Hắn quay tới quay lui dưới suối, đột nhiên tóm lấy một nắm nước, khép bàn tay đi lên bờ, mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay nói, được rồi, đừng giận nữa, chúng ta về trước đã. Hắn đi lên bờ, phía sau bị tạt cho một gáo nước, Liêu Đình Nhạn xuất hiện sau lưng hắn, đờ mặt hắt nước về phía hắn, ngài nhận nhầm cá rồi cái tên đàn ông này mắt mũi bị sao vậy? Từ mã tiêu quay đầu như đã sớm ngờ được, mở bàn tay ra, trong tay hắn chỉ có một nắm nước, không có cá. Hắn tách chân ngồi trên tảng đá lớn trên bờ, mỉm cười chống cằm nhìn cô, trông cực kỳ xấu xa. Hắn cố ý đấy, hắn đang lừa cô. Liêu đình nhạn nhìn nhau với hắn một lúc, nằm về lại trong nước, lại biến thành cá. Lần này cô thật sự không muốn ngó ngàng tới tên trời đánh này nữa. Từ Mã Tiêu đi vào lại trong nước, đưa tay vào nước bắt cá, mấy con cá nhỏ vẫn ngúng nguẩy bơi đi, chỉ có một con trông như chết rồi ấy, cứng đờ nổi trên mặt nước không động đậy. Từ Mã Tiêu cố nén cười, hai tay nâng lấy con cá cố ý hỏi, lần này không nhận nhầm nữa rồi nhỉ? Con cá cứng đờ trên tay lật mình nhìn hắn, hứ. Từ Mã Tiêu cười lớn, bê cô quay về. Thật ra hắn đã nhớ ra không ít chuyện chỉ là không có cô trong đó, cũng không khiến người ta vui vẻ gì. Nếu nàng không mang dáng vẻ lúc này, nếu nàng không phải Liêu Đình Nhạn, ta cũng vẫn sẽ thích nàng. Nàng có tin không? Cá nhỏ nhả bọt nước. Dựa vào cái gì? Từ Mã Tiêu, vô duyên vô cớ. Liêu Đình Nhạn, cố tình bịp bợm. Từ Mã Tiêu, hư tình giả ý. Liêu Đình Nhạn có thành ngữ nào hợp vần nữa không? Tâm địa rắn độc, hình như cũng không ổn lắm. Từ mã tiêu, ha 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 ha. Liêu đình nhạn sầm mặt, mẹ nó, sao tự nhiên mình lại phải chơi nối thành ngữ với hắn? chương 79, Hoa đào trên núi. Mùa đông năm nay lạnh lẽo lạ thường, từ lúc bắt đầu vào đông thì mấy quận phía nam đã đón mấy đợt tuyết lớn. Thời tiết lạnh lẽo hơn nhiều so với năm trước khiến đời sống người dân trở nên khó khăn hơn. Vì không có đủ y phục than củi để sưởi ấm tránh rét, rất nhanh sau đã có người chết cóng. Mới ban đầu chỉ là người ăn xin không nhà bên đường, bị đông cứng bên đường như tảng đá đen ngòm, sau đó lại là một số người nhà trẻ nhỏ trong các khu nhà nghèo khó ở những thôn làng xa xôi. Vì đợt giá lạnh đến quá đột ngột, chết quá nhiều người trong thời gian ngắn, các quan viên bên dưới không dám bẩm báo lên trên, cưỡng ép đem chôn những người bị chết cóng không cho bất cứ ai rời khỏi nơi cư trú. Vì tại ban đầu phía vương đô Yến Thành không ai rõ gì về trận tai ương này, mãi đến khi không còn giấu được nữa mà được lan truyền tới thì các đại thân vội vã đi đến Hoàng Cung tìm bệ hạ thương thảo, lại phát hiện bệ hạ không hề ở trong vương cung. Hắn cứ luôn như thế, thích là đi, bây giờ càng lúc càng hóng hách hơn, đến chút tin tức cũng không có. Trong vương cung hiện giờ chỉ có một tiểu điện hạ, ngồi trên cái ghế thường này tư mã tiêu hay ngồi lúc lắc đôi chân ngây thơ nhìn họ các đại thần sắp mất nước rồi chắc chắn sắp mất nước rồi bọn họ thầm lên án bệ hạ trong lòng lại ruột đau như cắt cuối cùng lại cùng nhau bàn bạc làm thế nào để giải quyết đợt tuyết lớn trăm năm mới gặp này dù sao bình thường bệ hạ cũng không quan tâm tới họ họ tự xử lý là xong sau đó vấn đề lại xuất hiện dù sao không phải tất cả các quan viên đều trí công vô tư mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình lại bắt đầu tranh cãi lẫn nhau trong lúc bọn họ đang cãi vả thì bệ hạ và quý phi đang ở quận nam minh cách đó ngàn dặm cũng là khu vực chịu nạn mà họ đang tranh luận không dứt mấy ngày trước liêu đình nhạn ở trong cung bắt đầu chán nản nhận thấy mùa đông này vương độ yến thành không hề có dấu hiệu có tuyết rơi mà phía nam lại lạnh giá cùng cực cô bèn đột nhiên nảy ý muốn đi đến phía nam xem tuyết rơi. Cô ở tu tiên giới đã rất nhiều năm không thấy tuyết lớn, hơi nhớ nên sau khi thương lượng, cô đưa bệ hạ cưỡi lên linh khí bay đến quận Nam Minh ngắm tuyết. Tuyết trắng muôn nơi rơi xuống từ bầu trời xám xịt, khéo léo biến quận lớn phía nam này thành một đỉnh núi tuyết, tuy là thật sự rất đẹp nhưng Liêu Đình Nhạn chỉ xem một chốc rồi lại nhíu mày. Có lúc tu sáu cao quá cũng không hay mấy, Năng lực cảm nhận của cô cực kỳ mạnh mẽ, mạnh tới nỗi cô có thể nhìn thấy những thi thể bị đông cứng dưới từng lớp lớp tuyết dày, thần thức kéo cao một chút, đưa mắt nhìn ra thì thậm chí còn có cả linh hồn oán khí quanh quẩn. Liêu Đình Nhạn mất hết tâm trạng ngắm tuyết. Vẻ mặt thay đổi của cô tập trung sự chú ý của Tư Mã Tiêu, hai người đứng trên một tòa thành lầu của quận Nam Minh. Tư Mã Tiêu khoác trên người một tấm áo lông cáo màu đen, Bàn tay ấm nóng của hắn cạ lên mặt Liêu Đình Nhạn, cạ rơi mảng tuyết rơi trên má cô. "Sao thế, tuyết không đẹp à?" "Có không ít người chết ở đây." Liêu Đình Nhạn nắm lấy ba ngón tay của hắn, có chút mệt mỏi. Từ Mã Tiêu không có biểu hiện gì, nếu đã vậy thì đến nơi không có người chết ngắm tuyết. Liêu Đình Nhạn, quên mất trước đây tên tổ tông này là một nhân vật mang tới gió tanh mưa máu ở tu tiên giới hắn không hề quan tâm những chuyện này. Liêu Đình Nhạn nói lại, thấy ở đây nhiều người chết như vậy ta thấy không thoải mái. Lúc này Tư Mã Tiêu mới khẽ nhíu mày, vậy thì giải quyết một tí. Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời có gì đó đang thoáng lấp lóe. Cô đột nhiên phất tay, linh khí hào hùng sông thẳng lên trời, đánh tan những đám mây băng lạnh kia. Bầu trời bỗng dưng trong hơn nhiều, nơi u ám cả một tháng trời cuối cùng lộ ra chút dấu vết của mặt trời cô nghe thấy tiếng sấm loáng thoáng không thèm để tâm mà chỉ liếc nhìn tư mã tiêu sau khi cô có được linh hỏa cứ hễ làm bất cứ chuyện gì đều có thể nghe thấy tiếng sấm chỉ là sau khi có được linh hỏa cô cũng không sợ sấm nữa giống như tư mã tiêu không chỉ cho cô linh hỏa mà còn có một phần đặc trưng nào đó của riêng hắn vậy khiến cô đã vơi nhiều đi nỗi sợ với thế giới này không chỉ có quận Nam Minh, khối hàn lưu đi dọc cả phía Nam, giờ đánh tan một lần, một thời gian nữa cũng sẽ tụ lại. Liêu Đình Nhạn quyết định tìm các ma tướng tới để làm việc. Dù sao thì làm việc một mình mệt quá, cứu rỗi thế giới cần có nhân lực. Cô và Tư Mã Tiêu cùng đi tới một trang viên giao giữa Tung Cảnh Sơn và quận Nam Minh. Núi rừng ở đây cũng bị tuyết che lấp, lớp tuyết dày vẫn chưa tan lóe lên dưới ánh sáng, rõ cả muôn nơi, cảnh tượng này khiến liêu đình nhạn cảm thấy khá hơn chút các ma tướng trước đó vào sống trong vương đô yến thành vội kéo đến mặt mũi ngơ ngác nhận nhiệm vụ dọn tuyết cứu nạn ma tu chúng ta chúng ta là ma tu mà ma tướng nguy ách mặt mày hung tợn ông nội đây cũng nhớ là chúng ta là ma tu nhưng mà ma chủ không nhớ hay là đi nhắc người thư ma tu liếc mắt chúng ta thật sự phải cứu những người phàm này sao đã chết mất nhiều người vậy rồi, chắc ma chủ cũng tùy tiện dặn dò vậy thôi, hay là chúng ta? Ma tướng Nguy Ách lập tức lộ ra vẻ mặt trung quân ái quốc giơ tay, người đâu, tên này kháng lại mệnh lệnh của ma chủ, trói hắn đến chỗ ma chủ. Ma tu Ma tu có âm mưu đen tối muốn lén lút trộm nguyên liệu luyện thi bị thiêu chết x1. Các ma tướng dẫn theo các ma tu đã trở nên ngoan ngoãn chia nhau đến các quận bị nạn nghiêm trọng, đánh tan hàn lưu để tuyết ngừng rơi. Những việc này thật sự không hề có, chỉ là có chút vặt vãnh. Các ma tướng làm xong việc quay về hồi báo với ma chủ, được sự cho phép lại lần lượt rời đi. Ma tướng Nguy Ách là người có tốc độ nhanh nhất, lúc y bái kiến ma chủ chuẩn bị rời đi, trùng hợp gặp được tư mã tiêu ở hành lang. Trong khoảng thời gian ma chủ tiền nhiệm này thống trị ma vực, tất cả mọi người nhìn thấy ngọn lửa cũng đều khiếp đảm, Nguy Ách cũng vậy, Y chưa từng thấy ma chủ nào lớn mạnh lại tàn bạo tới vậy, ba lần bảy lượt dọa y suýt rớt tim ra ngoài, dù hiện giờ hắn là một người phàm, nguy ách cũng theo phản xạ cảm thấy hãi hùng. Y không kiềm được nín thở, đứng ở một bên chờ tên tổ tông này tự mình rời đi. Dù sao bây giờ ngài ấy cũng không nhìn thấy mình, mà tướng nguy ách thầm an ủi bản thân như thế. Nguy ách Ma tướng nguy ách đứng hình, bắt gặp ánh mắt của tư mã tiêu lông gà lông vịt lập tức dựng đứng ngài ấy nhìn thấy mình rồi nhìn thấy mình mất rồi đợi lúc tư mã tiêu rời đi y mới giật mình hoàn hồn nhớ tới ban nãy hắn bảo gì mà mang tuyết tới tung cảnh sơn chỉ nói vậy rồi đi nguy ách đột nhiên vỗ mạnh tay ối ma chủ tiền nhiệm ngài ấy ngài ấy nhớ tên mình tự nhiên thấy vinh hạnh tự hào ghê nhưng mà mang tuyết tới tung cảnh sơn là ý gì? Tung Cảnh Sơn chính là ngọn núi này. Ngài ấy muốn ngọn núi này có tuyết rơi sao? Ma chủ đương nhiệm muốn tuyết ngừng rồi, ma chủ tiền nhiệm lại muốn tuyết rơi. Ừm, có phải y biết nhiều quá, đụng chuyện rồi đúng không? Một thuộc hạ của y nghe xong chuyện này thì lắc đầu, tướng quân, ngài có nhớ lúc ma chủ tiền nhiệm ở ma vực không? Đạo lữ muốn gì ngài ấy cho cái đó, dù không muốn, dù là thích thôi cũng sẽ tìm về cho người. Ngài xem cách làm bây giờ không quen thuộc quá sao? Theo tôi thấy ấy thì chắc là ma chủ đương nhiệm của chúng ta muốn ngắm tuyết hoặc là ma chủ tiền nhiệm muốn ngắm tuyết với đạo lữ. Nguy Ách chậc chậc, có đạo lữ đúng là quá phiền. Âm thầm than thở một câu rồi lại ngoan ngoãn đi làm, mang Hàn Lưu với Mây Tuyết tới rừng núi hoang vu không người này, làm tuyết rơi cho hai vị chủ tử trong sơn trang. Liêu Đình Nhạn đang nói chuyện với Hồng Loa, hồng loa thỉnh thoảng sẽ từ ma vực đến thăm cô tiện thể mang theo ít đặc sản cốc vũ ổ gửi tới cải thiện cuộc sống cho liêu đình nhạn hồng loa vừa tới đã thấy cô sai bảo các ma tướng như xoay dế nàng không hiểu nổi cô đang làm gì vậy rảnh rỗi lo mấy chuyện này làm gì nàng dù sao cũng là một ma tu chính hiệu rất khó hiểu với cách làm của liêu đình nhạn liêu đình nhạn cũng không nói nhiều chỉ nói có thể là vì rốt cuộc thì ta cũng là một người phàm. Hồng loa trợn tròn, cái tu sáu như vậy mà cô nói với ta cô là người phàm. Nhưng nếu tu sáu có cao cách mấy mà tâm vẫn là người phàm thì đúng là có thể coi như một người phàm. Có lẽ đây chính là nguyên do cô có thể chứng kiến các cuộc tranh đấu, các kiểu chết người ở ma vực với tu chân giới nhưng lại không chịu nổi một trận tuyết chết người ở một nơi trên phàm trần thế này có thể chấp nhận được hy sinh trong cuộc đời bốn bề dậy sóng nhưng không nhìn nổi hoạn nạn của người thường. Đây chắc là tâm lý của tất cả những phàm nhân bình thường. Hồng Loa cũng không muốn nói nhiều với cô vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, được rồi, chút chuyện nhỏ thôi, cô muốn làm thì làm đi, dù sao cũng chỉ có vài người bình thường thôi. Vào lúc này, Liêu Đình Nhạn phát hiện tuyết đang rơi bên ngoài, thoạt đầu cô sững người, sau đó nhắm mắt một chốc thần thức nhận ra được tuyết chỉ tồn tại ở khoảng núi rừng này, tồn tại trước mắt nơi cô thấy. Tuyết trong rừng tùng ở hậu sơn vẫn chưa tan, trận tuyết lớn này rơi chắc có thể duy trì thế giới trắng thuần túy này rất lâu. Liêu đình nhạn mở cửa sổ, mặc bông tuyết vẫn tung bay rơi vào trong, mang đi mất không khí ấm áp trong phòng. Cô đến đây là để ngắm tuyết, chỉ có một người biết điều này. Hồng Loa đang nhắc đến tư mã tiêu với cô, Cô đã ở cạnh hắn được nửa năm rồi, hắn nhớ lại được bao nhiêu rồi, có nhớ tới cô không? Hai người bây giờ thế nào? Là bạn thân nhất của Lưu Đình Nhạn, nàng luôn lo lắng bạn mình có vấn đề tình cảm. Nàng nói cả buổi trời, nhận ra Lưu Đình Nhạn không trả lời, cô chỉ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, mặt nở nụ cười. Thôi, khỏi hỏi nữa. Vành tai nàng khẽ động đậy, đột nhiên nhanh chóng nói, "Ta nói xong rồi, đi trước đây." lần tới gặp nói xong nhảy phát ra cửa sổ lập tức biến mất hồng loa vừa đi từ mã tiêu liền đi tới hắn tự nhiên ngồi sau lưng liêu đình nhạn ôm lấy cô cùng ngắm tuyết liêu đình nhạn tựa vào lòng hắn theo thói quen ngón tay khẽ động đậy lò sưởi trong nhà bắt đầu tỏa ra độ nóng không khí quanh họ đều trở nên ấm áp như xuân lúc tuyết rơi dày khắp đất trời luôn tĩnh mịch lạ thường có lúc Lưu Đình Nhạn muốn hỏi Tư Mã Tiêu đã nhớ được bao nhiêu rồi. Hắn để trận tuyết này xuất hiện, chứng tỏ hắn quả thật đã nhớ ra rất nhiều. Thế nhưng cuối cùng Lưu Đình Nhạn cũng không mở miệng hỏi, cô chỉ thấy rất yên tâm. Cô đã sớm biết Tư Mã Tiêu sớm muộn cũng sẽ nhớ lại, dù gì hắn cũng không phải chuyển thế mà là ký gửi hồn phách. Nếu nói chuyển thế là linh kiện một chiếc máy tính bị bốc rỡ chia ra trang bị lại trong những chiếc máy tính khác thì gửi hồn thác sinh chỉ là một chiếc máy tính trang bị lại hệ thống, vẫn còn đầy đủ dữ kiện. Dù thai phụ sinh ra hắn năm đó không dùng hoàn hồn đan thì ký ức của hắn vẫn sẽ chậm chậm quay về, chỉ là trước kia Liêu Đình Nhạn không biết quá trình này mất bao lâu. So ra thì muốn tìm lại ký ức hoàn chỉnh của cô còn khó hơn một chút. Vì từ mã tiêu sẽ tự nhiên nhớ lại dần theo năm tháng hắn lớn lên. Còn cô mỗi lần đều cần đến đau đớn thần hồn mới có thể nhớ lại ký ức bị tẩy đi mất. Cả đời Liêu Đình Nhạn đều đang thuận theo tự nhiên, cô nắm lấy tay Tư Mã Tiêu, cảm nhận được chút linh lực yếu ớt trong người hắn chuyển động, dần dần buồn ngủ nhắm mắt lại. Thuận theo tự nhiên đi, mọi chuyện trên đời đều càng nghĩ càng phức tạp. Tuyết đã ngừng rơi ở mấy quận phía nam, nơi duy nhất vẫn rơi là một khoảng tung cảnh sơn không ai bước đến. Từ mã tiêu và liêu đình nhạn tản bộ ở sau rừng Tùng Hậu Sơn, chiếc ô đỏ bị phủ đầy tuyết, biến thành trắng xóa, trong rừng có một lối mòn nhỏ, dẫn đến một cái đỉnh bỏ không trên núi. Hai người dù sao cũng không có việc gì làm, dậm bước đi lên bậc thềm, đạp tuyết tầm đỉnh. Liêu đình nhạn rất hiếm khi bằng lòng leo núi như thế này, trước kia cô toàn ở yên một chỗ ngủ đông. Cái gọi là xuân buồn ngủ, hạ nghỉ ngơi, thu cục mắt, Ngủ đông chính là thói quen sinh hoạt của các nô lệ công ty. Dù đã rất nhiều năm Liêu Đình Nhạn không còn là một nhân viên chăm chỉ nữa nhưng thói quen vẫn không đổi. Hai người đi trên đường mòn, Tư Mã Tiêu đi phía trước một chút, trên đầu hắn không che ô, tuyết rơi đầy vai, Liêu Đình Nhạn ở sau một bước, cô cầm một chiếc ô, tự mình che tuyết, hai người cứ đi như thế, một trước một sau. Liêu Đình Nhạn xoay chiếc ô, tuyết vù vù rơi trên áo lông cáo của Tư Mã Tiêu hắn nhẹ nhẹ phủi đi. Hắn quay đầu nhướng mày, lại tiếp tục bình thản bước đi, không thèm để mắt tới sự quấy rối của cô. Cái đỉnh bỏ hoang trên núi lạnh lẽo sụp nát, đã hỏng mất kha khá, gần như vùi trong tuyết, hai người đi một vòng, bước đến dưới một cây khô bên đỉnh. Từ mã tiêu đưa tay rung lắc, tuyết dày trên cây đột nhiên rơi hết cả đầu liêu đình nhạn, cô chỉ vừa mới gấp chiếc ô dùng để tạo hình tượng lại. Liêu đình nhạn, Trước khi cô kịp phản công, tư mã tiêu đã ngắt xuống nhánh cây khô đã rơi hết tuyết. Ngón tay hắn nhịp trên cành khô, cành khô nhanh chóng nhú lên nụ hoa, chớp mắt đã nở ra mấy đóa đào núi màu hồng. Đây là thuật hồi xuân, một thuật phát rất thông thường. Liêu đình nhạn im lặng dây lát, đón lấy cảnh khô lộ ra hoa đào hồng trong tuyết. Từ mã tiêu nắm tay cô quay về. Ta biết nàng đang sợ điều gì nhưng trước kia ta đã nói, chỉ cần ta ở đây, nàng không cần phải sợ gì cả. Liêu Đình Nhạn Đong đưa cảnh đào không hợp với thời tiết nghĩ thầm, ta có gì để mà sợ chứ, ở thế giới này, điều duy nhất ta sợ chẳng phải chỉ có ngài sao? Nhưng bệ hạ của cô cứ như cành đào này, thích là nở, không chút ngó ngàng tới ai. Chương 80, đây là ngọn lửa nàng thắp lên cho ta. Liêu Đình Nhạn nửa đêm đột nhiên giật mình thức giấc nhìn cảnh đào cắm trong bình hoa bên giường, đưa tay lay tỉnh tư mã tiêu ở bên cạnh, chấn động hỏi, ngài nhớ cả rồi mà còn bắt ta biến thành giái cá cho ngài xem. Con già làm xà yêu chọc ta vui. Tư mã tiêu không mở mắt, đặc giọng suyệt một tiếng. Hắn kéo liêu đình nhạn về giữ trong lòng ngực mình, an ủi vỗ lưng cô, vùi mặt vào đầu cô. Tư mã tiêu, ngủ đi. Liêu đình nhạn điên cuồng lắc đầu, Vung tóc đầy mặt tư mã tiêu, cuối cùng cũng làm hắn tỉnh dậy. Hắn chỉ đành bỏ liêu đình nhạn ra, nằm liệt ra trên giường, nắn nắn sống mũi, liếc xéo cô. Liêu đình nhạn, hà, nửa đêm lắc cho thiên hạ dậy đúng là đã ghê. Nhìn thấy chưa, không phải là không báo thù mà là chưa tới lúc thôi. Tư mã tiêu, hay nàng, ngồi trên người ta mà lắc này. Liêu đình nhạn phát ra âm thanh ghét bỏ hứ ai mà muốn cuộn trải giường chứ sao? Sao, từ lóng chỉ mếch lớp. Tư mã tiêu ngồi dậy, được thôi, vậy để ta. Hắn đột nhiên nhào tới Liêu Đình Nhạn, giữ cô trên giường rồi cuộn mấy vòng. Liêu Đình Nhạn, làm cái mẹ gì vậy? Cuộn mấy vòng ngừng lại, Liêu Đình Nhạn thổi phù tóc trên mặt, cảm thấy tư mã tiêu không biết đầu óc có bị gì không. Nửa đêm nửa hôm cuộn trải giường. Liêu Đình Nhạn, cho hỏi ngài đang làm gì vậy tư mã tiêu tất nhiên là cuộn trải giường rồi liêu đình nhạn nhớ tới sự kiện sở cá rất lâu về trước vẻ mặt lập tức có chút hung dữ cô dùng sức ôm lấy eo tư mã tiêu cuộn tới lui được cuộn đi này cung nhân gác đêm bên ngoài nghe thấy động tĩnh nửa đêm vẻ mặt lộ ra vẻ tuyệt diệu bệ hạ với quý phi chật 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 hơi bị kịch liệt luôn á hai người cuộn mấy vòng như đang đùa nghịch cuộn rơi cả trải giường mền gối ra đất. Liêu đình nhạn đập đầu trúng kệ giường. Tư mã tiêu đưa tay chặn trên tường. Màn trò chơi con nít này ngừng lại. Hắn đưa tay giữ chặt sau đầu liêu đình nhạn. Cúi đầu hôn lên mặt cô. Được rồi, ngủ được chưa? Liêu đình nhạn. Bà nãy mình vừa mới làm gì? Sao bây giờ mỗi lần tức giận lại bị hắn làm cho thành tấu hài? Con người này có độc hà. Nhìn thấy vẻ mặt cô, tư mã tiêu mỉm cười. Liêu Đình Nhạn cảm nhận được lồng ngực hắn rung rung, thấy mũi ngứa ngứa bèn xích tới cạ vào ngực hắn. Cạ xong lại phát hiện vẻ mặt tư mã tiêu có gì đó sai sai. Ngón tay hắn vuốt đến tà áo cô kéo ra, cạ vào cô, được thôi, lát nữa rồi ngủ. Sau đó hai người lại cuộn trải giường theo một nghĩa khác. Không giống với cái màn đạp chăn tung gối lật tung khắp nơi như ban nãy, lần này yên lặng lại triền miên. Những lúc thế này, Liêu Đình Nhạn sẽ nghi ngờ trước kia Tư Mã Tiêu có phải là xà yêu hay không. Sự quấn quýt âm thầm mà gắn chặt khiến người ta run rẩy nghẹt thở. Hít, cô hít sâu một hơi, bấu chặt lấy vai Tư Mã Tiêu, nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng cười khe khẽ của Tư Mã Tiêu bên tai. Ta nhớ lại rồi thì có liên quan gì đến chuyện ta muốn xem giái cá đâu? Liêu Đình Nhạn, bóp mông hắn sau đó liêu đình nhạn lần nữa hỏi hắn đã nhớ ra bao nhiêu rồi tư mã tiêu chỉ nói những gì nên nhớ đều nhớ cả rồi liêu đình nhạn không hỏi lại nữa chỉ đi theo hắn như cái bóng tư mã tiêu đi đến đâu cô đi đến đó đôi lúc tư mã tiêu sẽ cố tình ra ngoài một mình sau đó lại nhàn hạ nhìn cô vội vã chạy đi tìm liêu đình nhạn tổ tông đừng có đi xa ta quá mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thật hết cách với con tiểu yêu tinh bám người nhà nàng của tư mã tiêu liêu đình nhạn liền thấy bực bội như rớt dâu không nhịn được nhìn hắn la lối tổ tông ngài tự giác chút đi được không không ngờ tư mã tiêu lại rất thích nhìn dáng vẻ cá mối quạo quọ của cô nhìn đã rồi mới hỏi tự giác gì cơ liêu đình nhạn đúng là bị hắn chọc cho tức bốc khói hậm hực bước nhanh tới cô vừa định mở miệng nói tư mã tiêu đã bế cô lên bế kiểu vòng quanh đùi nhấc lên ấy, Liêu đình nhạn suýt nữa thì chúc ngược người xuống. Cô nhích tới trước nằm ườn trên người tư mã tiêu, bị hắn ôm lên bậc thêm giày tuyết đằng trước. Liêu đình nhạn chỉ có bản ba giây rồi khôi phục nguyên trạng ôm lấy vai hắn, ngài không sợ chút nào sao. Tư mã tiêu ôm cô quay về theo đường cũ, bước đi bình thản, có gì đáng sợ đâu. Liêu đình nhạn im lặng rất lâu, lẩm bẩm như tự nói với mình, Lúc ban đầu ngài bị giam trên Tam Thánh Sơn, sau đó ngài có thể thoát khỏi giam lỏng, e là bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc đó ta vẫn chưa hiểu nhưng sau này thì hiểu rồi. Lần đó chúng ta rời khỏi canh thần tiên phủ, ngài suýt nữa đã chết rồi, viên đan dược kia hiệu quả thật sự quá tốt, bây giờ nghĩ lại thứ có thể hoàn toàn chữa lành tổn thương của ngài như thế e là phải trả giá, cái giá đó là gì vậy? Sau đó ngài như đã giết hết tất cả người tộc sư thị còn có biết bao nhiêu tu sĩ cao cấp của canh thần tiên phủ, để giết họ, ngài lại đã phải hy sinh gì? Có phải linh hỏa của ngài đã bắt đầu mất khống chế từ lúc đó không? Mấy năm ở ma vực, ai cũng nói ngài thích tàn sát, thường xuyên vô duyên vô cớ thiêu đốt người khác thành cho, đó là vì lúc đó ngài đã không cách nào khống chế được rồi phải không? Con người hắn dù đau sắp chết, bị thương sắp chết cũng không muốn người khác nhìn thấy dù chỉ một chút, lúc nào cũng phải thể hiện dáng vẻ kẻ chiến thắng. Ngài từng nói với ta, ngài nói ông trời muốn diệt cả tộc Tư Mã, ngài chính là người cuối cùng, vì vậy ngài nhất định sẽ chết. Hắn từng vùng vẫy, cuối cùng lựa chọn mang sinh mạng của mình cho cô. Tự hy sinh hình như có chút không giống với hắn nữa. Ngài vốn đã phải chết rồi, là ta, là ta cưỡng ép kéo thần hồn của ngài về, khổ ải của ngài đáng lẽ đã chấm dứt từ 17 năm trước rồi. Nếu là như vậy, hắn sẽ không trở thành bệ hạ bây giờ, sẽ không có một quốc gia thương tích đầy mình như bây giờ, sẽ không gặp phải những tai ương trời giáng không ngừng nghỉ. Nếu chỉ như vậy, cô có thể bảo vệ hắn, thế nhưng khi hắn lại lần nữa bước chân vào con đường tu tiên, một tư mã tiêu không có linh hỏa và huyết mạch tộc tư mã còn có thể đối kháng với đất trời nơi đây không? Cô còn có thể bảo vệ hắn trước hình phạt của trời, không? Nếu không bảo vệ được hắn, sao cô có thể nhìn hắn khổ sở vùng vẫy trên thế gian này? Tư mã tiêu, ta rất vô dụng, cho dù ngài trăm phương ngàn kế để linh hòa lại cho ta, ta cũng không thể lợi hại như ngài, ta sợ ta không bảo vệ được ngài. Nếu ta cưỡng ép giữ ngài lại chỉ để ngài đau đớn chết đi lần nữa, vậy thì sao ta phải gượng ép? Vì thế chỉ có mấy chục năm bình an vui vẻ này thôi không được sao? Cô càng nói càng thấp giọng. Tư mã tiêu ôm cô bước lên bậc thềm đá, đột nhiên bật cười ra tiếng. Liêu đình nhạn, ông coi cái không khí bi thương này đi, những lúc thế này đừng có cười được không? Tôn trọng trái tim đau khổ của tôi được không? Tư mã tiêu, nàng nhầm mất một chuyện. Liêu đình nhạn, cái gì? Tư mã tiêu, nếu ta đã chắc chắn với quyết định hồn phi phách tán, nàng không thể nào cưỡng ép, giữ lại thần hồn của ta. Liêu Đình Nhạn sững sờ rồi giật mình nhận ra, cô quay ra sau, khó tin nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Tư Mã Tiêu, ngài. Tư Mã Tiêu lộ ra một nụ cười cô rất quen thuộc, chính là nụ cười trên mặt hắn trong lúc bốc cháy trước mặt cô 17 năm trước, nụ cười hiểu rõ mọi thứ, nụ cười đã sớm có dự tính. Nhưng giờ cô mới biết, đó là lựa chọn ta dành cho nàng, nếu nàng thà rằng chịu đựng đau đớn cũng muốn giữ ta lại, ta sẽ ở lại, nếu nàng không hề yêu ta như thế, ta cũng bằng lòng để thần hồn làm đèn dẫn cho nàng một lần. Từ mã tiêu qua loa nói, dù gì cũng là đồ để cho nàng, nàng muốn thể nào thì có thể thế ấy. Bây giờ cũng vậy. Liêu đình nhạn nhớ tới tình hình năm đó mình tách rời thần hồ của tư mã tiêu từ linh Hòa, quá đúng là dễ dàng hơn cô nghĩ. Cô đột nhiên hận thù tới ngứa răng, cúi đầu cắn lấy vai tư mã tiêu, lần đầu tiên cô dùng sức tới vậy, Mùi máu nhanh chóng lan ra trong miệng. Từ Mã Tiêu còn không thèm hờm một tiếng, thậm chí còn bật cười lớn. "Nàng xem, nàng muốn ta ở lại, nàng muốn ta ở cạnh nàng lâu hơn, ta đều có thể làm được. Hơn nữa, thật ra ta không hề cần nàng bảo vệ." Trong lúc nói chuyện, hắn đã đi đến cái đỉnh bỏ hoang giữa núi lần trước. Từ Mã Tiêu nghiêng đầu, vuốt tóc Liêu Đình nhạn, "Được rồi, nhà ra đi." Hắn bỏ Liêu Đình Nhạn xuống dưới gốc cây đào, vịn vào thân cây, khom lưng hôn lên đôi môi dính máu của cô. Hung dữ thật đấy, lần đầu tiên ta thấy nàng giữ như vậy. Liêu Đình Nhạn tựa vào thân cây đào, bị hôn phải ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt đen như lập lòe ánh lửa của Tư Mã Tiêu, còn nhìn thấy tán cây trên đỉnh đầu họ bỗng chốc như có gió xuân thổi qua, tuyết trắng tan ra, vô số đóa hoa đào hồng nở rộ trên cành cây khô. Cô nghe thấy tiếng sấm xiết chặt thêm bàn tay đang nắm lấy vạt áo tư mã tiêu tư mã tiêu nắm lấy tay cô ngẩng đầu khóe môi đỏ nhếch lên nàng đứng đây nhìn ta độ qua lôi kiếp này hắn sắp độ lôi kiếp sao cô lại không thể nhìn ra hắn đã đến lúc cần độ lôi kiếp có gì đó đã che mất cảm trí của cô thậm chí che khuất cả thiên cơ sao liêu đình nhạn thấy hắn thẳng người lùi về sau vội vàng bước theo lại bị Tư Mã Tiêu một tay ấn về lại. Yên lặng xem đi nào. Hắn nghiêng người đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn trời. Liêu Đình Nhạn ngẩn người, cứ nhìn nhìn thấy tổ tông đứng trên tháp cao đối diện với một bầy tu sĩ trong canh thần tiên phủ trên Tam Thánh Sơn ngày ấy. Đồng tử Liêu Đình Nhạn đột nhiên thít lại, bởi vì trong tay Tư Mã Tiêu xuất hiện một đốm lửa. Không phải ngọn lửa đỏ ngày trước của hắn mà là một ngọn lửa không màu chỉ có chút ánh lam ngoài rìa có thể nhìn được. Ngọn lửa này rất nhỏ nhưng khi vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng cao, cả khoảng núi rừng lấy cái đỉnh bỏ hoang đổ nát này làm trung tâm, tuyết nhanh chóng tan đi, cảm thấy như rất nhanh chóng, trên mặt đất mọc lên cỏ xanh mịn màng, cây cối xung quanh cũng bắt đầu xanh tươi. Đây là linh hòa, sao hắn vẫn còn linh hòa, mà sao lại là cái màu này? Liêu đình nhạn không thôi thắc mắc, Tư mã tiêu trông về hướng cô nói, đây là ngọn lửa nàng thắp lên cho ta. Đây là linh hòa tân sinh mà năm đó sư thị dùng máu thịt tộc Phụng Sơn nuôi dưỡng nên, cũng chính là thứ sau khi bị hắn luyện hóa, gây ra việc cơ thể hắn nhanh chóng bị sụp đổ. Có điều bây giờ, sau khi dung hợp linh hỏa, lại có chút máu thịt cuối cùng của tư mã thị luyện hóa, hiện giờ bị thắp cháy bởi linh hòa trên người liêu đình nhạn, đã biến thành một ngọn linh hỏa hoàn toàn mới có thể không ngừng sinh trưởng. Đây là kết quả tốt nhất mà năm đó hắn đã giả định. Hắn đã thắng cược. Sấm dáng xuống từng tiếng, lại lần lượt bất lực tan đi. Linh hỏa trên tay tư mã tiêu trở về lại trong người. Cơ thể cuộn trào linh hỏa của hắn ban nãy sau khi dung hợp vào linh hỏa lại biến thành thư khí thuần khiết như người phàm. Liêu đình nhạn cũng không nhìn ra gì bất thường. Hắn phất tay áo, phủi đi bụi bặm trên người, đi đến trước mặt Liêu Đình Nhạn, chia tay ra cho cô, đi thôi, về nào. Liêu Đình Nhạn mù tịt nhìn hắn. Từ mã tiêu lung lay cành hoa, rơi đầy cả người cô. Liêu Đình Nhạn hoàn hồn hỏi hắn, có phải ngài còn có thể ở cạnh ta rất lâu không? Từ mã tiêu, nàng muốn bao lâu thì có bấy lâu. Liêu Đình Nhạn, vậy ta cũng không cần sợ nữa sao? Từ mã tiêu, ta đã sớm nói với nàng là không cần phải sợ. Liêu đình nhạn, vậy nghĩa là ngài không giải thích gì hết, cô ý nhìn ta gấp gáp quay mỏng mỏng như trong chóng vì ngài. Từ mã tiêu, không có. Liêu đình nhạn hiểu ra, có nói nhiều cũng vô ích, tên chó chết chịu chết đi. Xem chiêu đây. Cô nhảy vọt lên, từ mã tiêu nghiêng người tránh đi, kéo lấy cổ tay cô để bên môi hôn lên, sao mà lại giận nữa rồi. Liêu Đình Nhạn không chút do dự nhổ lấy tóc hắn. Hôm nay ta phải cho ngài biết, chuyện gì cũng giấu vợ thì sớm muộn gì cũng hứng chịu bạo lực gia đình. Ngài thật sự nghĩ là ta không biết đánh người đúng không? Hà! Không nhân lúc hắn còn chưa khôi phục thực lực đỉnh điểm cho hắn một trận, mai mốt muốn tẩn cho lại không được. Tư mã tiêu, hít. Bệ hạ bị đè ra thân cây đánh đập, một cây đào đẹp đẽ khi không lại bị họ rung lắc cho rơi trụi cả hoa. Từ Mã Tiêu bị cô đè ra cây không biết trời chang gì, vừa định quay người nắm lấy tay, cô đã nghe thấy cô vừa đá chân hắn vừa khóc lớn, lập tức đau đầu nằm ườn trở lại. Bỏ đi, để nàng ấy đã cho đã rồi tính, dù gì cũng không đau mấy. Từ Mã Tiêu, một tên khốn khiếp thối tha có thể chết vì Liêu Đình Nhạn nhưng lại hoàn toàn không hiểu tại sao lúc này cô lại khóc. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn